Vậy thì triệu chứng khi mà bị thiếu magie là gì? Thứ nhất là các bạn bị chuột rút và co cơ, bị co cơ và các bạn cảm thấy đau hay là khó chịu trong vận động hay là trong luyện tập. Cái thứ hai là các bạn luôn trong tình trạng bị mệt mỏi và thiếu năng lượng, khiến bạn rất là dễ bị cảm thấy bị kiệt sức ngay cả khi nghỉ ngơi một cách đầy đủ, tại vì các bạn bị thiếu một khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Nhiều người cứ bổ sung protein này protein nọ nhưng mà cái những cái vi chất trong cơ thể nó bị thiếu, các bạn cũng vẫn có thể bị mệt mỏi hơn bình thường. Cái thứ ba là các bạn sẽ bị rối loạn về tinh thần như là lo âu và căng thẳng. Ngoài ra thì các bạn có thể là bị khó ngủ này, khó ngủ dẫn đến tình trạng mất ngủ và mệt mỏi sẽ kéo dài hơn. Và nhiều bạn hay bị nhịp tim đập không đều, thì thiếu magie có thể dẫn đến cái tình trạng bị rối loạn nhịp tim, bao gồm nhịp tim đập nhanh hay là có lúc mà đập chậm hay là không đều, hoặc là các bạn có thể bị hạ huyết áp gây chóng mặt, buồn nôn, hay là các bạn có cái tình trạng một số tình trạng kiểu là rối loạn tiêu hóa, bị táo bón, khó tiêu là có thể do bạn bị thiếu magie. Thì các khoáng chất ở trong cơ thể có rất nhiều các loại nguyên nhân thiếu magie, ví dụ như kiểu là các bạn ăn thiếu magie trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, hay là các bạn bị rối loạn tiêu hóa như kiểu mắc các bệnh Crohn này, các bệnh viêm đại tràng này có thể làm giảm hấp thụ magie, hay là một số bạn sử dụng các loại thuốc lợi tiểu như kiểu là muốn rút nước nhanh để đi thi đấu, hoặc là đang sử dụng thuốc kháng sinh hay thuốc kháng axit có thể làm giảm mức magie trong cơ thể, hay là một số người bị tiểu đường hay bị bệnh thận có thể là mất cái magie qua nước tiểu, hay là một số nhiều người sử dụng bia rượu quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng bị mất cân bằng điện giải, dẫn đến tình trạng thiếu magie. Vì thế là các bạn phải bổ sung magie qua các nguồn dinh dưỡng như tôi vừa kể ở trên, hoặc là sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung như này. Cách chọn loại magie tốt nhất cho cơ thể. Khi mà chọn loại magie để bổ sung thì có một số yếu tố cần xem xét để đảm bảo là bạn chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của mình. Thì ở dưới đây là một vài ví dụ mà và lời khuyên để chọn loại magie đúng với cơ thể của mình nhé. Thứ nhất là các bạn phải xác định được nhu cầu cá nhân. Nếu mà bạn bị căng thẳng và muốn cải thiện giấc ngủ thì các bạn chọn magie như kiểu là magie glycinate thì nó sẽ dễ dàng hấp thụ và làm dịu hệ thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây. Thứ nhất là magie glycinate thì thành phần của nó sẽ kết hợp giữa magie và glycinate là một loại amino acid. Thì hàm lượng magie nguyên chất trong đây là chứa khoảng tầm 14 cho đến 15% magie nguyên chất. Ví dụ như là mỗi viên 400 gram của magie glycinate này nó sẽ chứa khoảng tầm từ 60 cho đến 65 magie nguyên chất. Cái ưu điểm của loại này là sẽ hấp thụ tốt, ít gây tiêu chảy và ít tác dụng phụ, tốt cho giấc ngủ, giảm căng thẳng. Khuyến nghị là lên khoảng tầm từ 400 cho đến 500 mg mỗi ngày. Còn đâu là nếu mà bạn muốn tăng cường cái năng lượng và giảm mệt mỏi thì cái magie malate là sự lựa chọn tốt nhất, vì nó liên kết với axit malic giúp làm tăng cường sản xuất ATP và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể. Cái thứ hai là magie malate, thì magie malate là kết hợp giữa magie và axit malate, là liên quan đến chu trình Krebs, là quá trình sản xuất năng lượng trong cơ thể. Thường thường ấy thì cái magie nguyên chất nó sẽ chứa khoảng tầm 15%. Ví dụ như là trong 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 400 gram miligam cái magie malate này nó sẽ chứa khoảng tầm 60 mg magie nguyên chất. Thì cái magie malate này nó sẽ giúp là tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi và hỗ trợ hiệu suất luyện tập. Đối với những bạn nào mà đang bị gặp tình trạng về tiêu hóa hay bị táo bón thì các bạn phải chọn magie citrate hoặc là magie oxit. Tại sao? Tại vì nó có tác dụng là nhuận tràng, kích thích nhu động ruột và giảm táo bón. Bạn nào đang gặp tình trạng về não bộ thì các bạn phải chọn magie threonate. Nó có khả năng thẩm thấu vào não và hỗ trợ chức năng nhận thức và sự tập trung. Các bạn nhớ là phải chọn đúng loại magie đối với cả nhu cầu của cơ thể. Không thì nó sẽ gây ra một số các tác dụng phụ, như là ví dụ như kiểu magie oxit rất tốt cho hệ tiêu hóa và giảm táo bón, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng sai thì nó sẽ gây ra tiêu chảy, một số nhạy cảm về dạ dày nhé. Magie oxit hoặc là magie citrate thì nó sẽ chứa, và magie oxit và oxygen thì nó sẽ chứa khoảng tầm 60% cái magie trong 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 đây. Cái ví dụ như kiểu là một viên 420 gram những mg như này thì nó sẽ chứa khoảng tầm 600 60%, nó sẽ khoảng tầm 250 mg magie nguyên chất trong đây. Rất là nhiều magie trong đây. Thì các bạn thắc mắc là những cái thành phần còn lại trong cái hợp chất magie này thì nó sẽ có những cái tác dụng như nào?
thì những hợp chất còn lại thì nó sẽ là những cái hợp chất liên kết với cả cái magie để mà tạo lên cái muối magie, và cái thành phần đấy thì nó sẽ tạo ra những cái magie có những cái chức năng tác dụng riêng. Ví dụ như kiểu là magie threonate, nó sẽ là kết hợp giữa magie và acid threonate, một dạng khác của vitamin C, hỗ trợ việc hấp thụ magie vào não và cải thiện chức năng về nhận thức và trí nhớ rất tốt cho não. Cái magie citrate thì nó sẽ magie glycinate, như tôi nói vừa nói trên thì glycinate là một loại amino acid, nó sẽ hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng, cải thiện chức năng về thần kinh. Và những cái đuôi đằng sau ấy là những cái thành phần kết hợp thêm để mà có chức năng riêng. Còn đâu là bản chất của tất cả các loại magie, nó đều có một phần phần trăm magie nhất định, rất là nó cũng rất là tốt cho cơ thể và cơ bắp hay là về thần kinh. Rồi thì có một loại magie mà tốt hơn cái thằng magie glycinate này ấy, đó là magie của hãng Dr. Best, là lysine glycinate 100% chelate, rất là tốt tại vì nó toàn diện luôn, nó sẽ hỗ trợ dạ dày này, bổ sung amino acid này, tăng cường giấc ngủ này, thư giãn cơ bắp này, cải thiện hệ tiêu hóa. Nói chung cái này là loại tốt nhất, này loại tốt cũng là tốt nhưng mà chưa phải tốt nhất, rất ít tác dụng phụ, bổ sung rất là toàn diện cho cơ thể luôn đây. Nhưng mà cái loại này thì nó sẽ đắt hơn bình thường và sử dụng nhanh hết hơn. Thì một lọ này là 120 viên, thì mỗi viên là các bạn uống 4 viên 400 mg, 4 đến 4 5 viên, thì cái này hết rất là nhanh tại vì là nó đắt.